Khi nhắc tới dòng Note của Samsung thì chúng ta sẽ liên tưởng tới ngay với một chiếc phablet màn hình lớn này, cấu hình khỏe, pin trâu. Bên cạnh đó là một chiếc bút S Pen vô cùng thần thánh. Quả thực thì chiếc bút S Pen này là một đặc điểm riêng biệt của dòng Note và đã tạo nên danh tiếng cho dòng sản phẩm này. Chiếc bút này thì đem lại cho người dùng những trải nghiệm vô cùng thú vị và tiện lợi. Và để làm rõ hơn những ưu điểm của nó thì ngày hôm nay hãy cùng mình trải nghiệm những tính năng của chiếc bút S Pen trên chiếc Samsung Galaxy Note 5. Điểm khác biệt đầu tiên so với các dòng Note trước đó là khi lấy bút, thay vì phải kéo thì ở Note 5 bạn chỉ việc bấm nhẹ vào đầu bút là bút sẽ tự bật ra. Và khi lấy được bút ra rồi thì bạn có thể thao tác ngay trên màn hình khóa. Đây là một điểm mà mình đánh giá rất là cao, vì nhiều khi bạn cần ghi chép nhanh một điều gì đó hoặc lưu giữ lại một số ý tưởng thì việc ghi chú nhanh trên màn hình khóa như thế này là rất tiện lợi. Tiếp theo thì ta sẽ đến với giao diện của lệnh không chạm, hay còn được gọi là Air Command. Đây sẽ là nơi mà chứa các ứng dụng mà bạn có thể thao tác được với chiếc bút S Pen này, như Action Memo này, Smart Select, Screen Write hay là S Note. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thêm được vào cái vòng này tối đa là 2 ứng dụng nữa. Những cái ứng dụng này thì mình thấy cái icon của nó là hình tròn này, được xếp theo hình vòng cung thì khá là bắt mắt. Chúng ta sẽ đến với tính năng Action Memo. Thì đây là một tính năng rất là quen thuộc trên dòng Note rồi. Ở đây thì các bạn có thể thực hiện ghi chú nhanh. Cái tính năng này nó thông minh ở chỗ, ví dụ như bạn viết ở đây một số điện thoại chẳng hạn, thì bạn sẽ có tùy chọn là gọi luôn này, lưu vào danh bạ hoặc là gửi tin nhắn. Nó rất là thông minh. Tương tự như địa chỉ email cũng vậy. Hoặc là ghi lên đây bất kỳ một thông tin gì thì bạn cũng có thể tìm được trên Internet hoặc là địa điểm trên bản đồ. Cũng phải nói thêm là khả năng nhận diện chữ viết tay của chiếc máy này rất là tốt. Như ở đây mình soạn một tin nhắn thì hoàn toàn không cần dùng đến bàn phím, chỉ việc viết thôi. Và các bạn có thể thấy là mặc dù chữ mình khá là xấu nhưng máy nó vẫn nhận diện được, rất là chính xác. Tính năng Smart Select và Screen Write nó có một số điểm tương đồng với nhau. Ở Smart Select thì chúng ta sẽ được chọn một vùng trên màn hình hiển thị, rồi sau đó thì có thể ghi chú được lên cái phần mà mình đã chọn. Và ta có thể chia sẻ ảnh này qua tin nhắn, email hoặc là gửi lên các mạng xã hội, hoặc không thì có thể lưu vào scrapbook hoặc là xuất ra định dạng file ảnh. Còn Screen Write thì đây là tính năng cho phép bạn ghi chú trên ảnh chụp màn hình. Thậm chí với tính năng chụp cuộn thì bạn có thể lưu lại toàn bộ độ dài của một trang web. Các bạn cứ ấn chụp đến khi nào thấy vừa ý thì dừng lại. Một tính năng rất hay nữa mà mình cảm thấy là nó rất là hữu ích với những bạn nào mà làm văn phòng, đó là với chiếc bút S Pen này thì nó cho phép bạn chỉnh sửa được ngay trên file PDF. Bạn có thể ghi chú này, viết những ý kiến của mình ngay trên trang PDF đó, rồi sau đó gửi cho bạn bè hay đồng nghiệp, cực kỳ tiện lợi. Như vậy là các bạn vừa cùng mình trải nghiệm các tính năng của chiếc bút S Pen trên Samsung Galaxy Note 5. Những tiện ích của nó mang lại là quá rõ ràng rồi, đặc biệt là sẽ phù hợp với những bạn nào làm văn phòng hay phải ghi chép nhiều. Nếu bạn yêu thích một chiếc máy với màn hình lớn, cấu hình khỏe, cùng với đó là chiếc bút S Pen vô cùng tiện lợi, thì hãy nhanh chân qua Hùng Mobile để chọn cho mình một chiếc Samsung Galaxy Note 5. Hiện tại thì Note 5 đang có số lượng cực kỳ lớn và đủ màu sắc cho bạn thỏa sức lựa chọn. Khi mua hàng thì các bạn cũng sẽ được hưởng các chính sách khuyến mãi và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chi tiết hãy truy cập hungmobile.vn để biết thêm thông tin. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.